Thằng Nhãn lên đi, tao vô cho thằng Tiên đá nè. Con Tiên là Quy vậy? Không, là Quy thôi. Trời ơi, quá đẹp, dám lỡ. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quy Quy lùi về chút con. Nè, lùi về dưới đây luôn. Nè, tập trung vào vậy. Nè, lùi về phía sau không vậy? Quy lùi về đi con. Quy không càng. Đưa cho đô tá đi Quy. Đưa cho đô tá đi Quy vô giữa nè. Hỗ trợ vô. Tập trung vô, tập trung vô đi con, tập trung vô. Hậu vệ đâu, tập trung vô. Tốt rồi đó, khối hợp nè. Dạt cái nhãn. Tốt quá. Buồn ghét buồn. Mày mới bú luộc heo gì ngáo vậy? Đá biết già gì. Chọn đá sai, phải sửa nó. Giữ ra con. Cô coi đi không? Ô già. Gì đó kìa. Rồi nớ vô trong đây nè. Đeo luôn nhặn. Kè, lui về thẳng với nhặn đeo đây nè. Thằng rơi bắt giữa. Wow. Thằng đó thì kè nó chạy kìa. Đeo là nhặn, luôn trên. Chúng tài ông thổi đá đi đứng ngoài la làng. Bút lên mà la cái gì? Còn dưới sân. Đeo sát nó luôn. Tập trung lại đi, hậu vệ rồi tập trung lại. Thằng Nhãn lên trên nè.
đá biên kìa, tròn đồ ta nè, đứng sát ta chút, con mày lại đứng sát thằng Bảo một chút. Đó nhặn ơi, trời, để bóng tuồn cho anh ngủ quá. Chụp đi con, trời ơi dúng cái đầu nhầm nhò chụp được kè, từ từ nhảy chẳng được, trời ơi, tập trung vô nè, hai hậu vệ không theo tình huống kịp rồi đó, tập trung vô. Đeo luôn nhặn. Còn lại đó, chụp lại. Đeo hết theo luôn con. Đá đi. Đá đi. Mày đi. Ô trời ơi, giữ bóng lại kìa. Coi gào nè. Kè con, đô về kèm với đó đô. Thằng nhẫn về kèm bên đây. Nè con kèm đó. Rồi. Đô phía sau lưng chút đô. Đá đá phạt lợi kìa. Mình đá lợi kìa. Thận vô nhanh thận. Thận thận thận. Đường này nè. Hết về thân. Cố lên đô, cố lên hay. Rồi nhận nhận ra bên phía bên ngoài nhận. Ờ. Không tập trung rồi đó. Đeo hết vô. Nhặn lên trên, nhặn. Nhặn kìa. Coi phối hợp với nhau. Nè. Rồi lui về. Lui ghét về quy. Lui. Mạnh lên thần. Đứng lên đi quy. Khoan nè. Mày vô ta thấy quy đi. Nè vô. Thấy dòng quy đá giữa luôn nha. Bên này nè, bên này. Rồi đặt bóng. Lưng béo lưng. Lưng lưng. Đúng rồi. 1 2 Vô giữa. Quý ra giữa quý nè. Thằng này thằng gì? Mày quên thật. Trời ơi là trời chạy lúng tung trên trời. Lên. Mày vô mày thấy thằng thằng nó chạy lung tung cái dây đó, đừng có đá vị trí biên này thì nó ráng giữ cái biên này. Hiểu không?
giữ giữ biên thôi, giữ biên mà đừng có gãy vị trí nè. Nó bỏ ra mà thấy như chị bỏ vị trí không, đúng không? Phải kèm vị trí đây nè, thận thận cho người này lớn ra chú ơi. Ê đặt nó ngoài ngay. Ừ đá giữa đó, giữ giữa lại. Nhặn không đeo người vô, nhặn đứng ở khơi con lui về. Tốt rồi nè, giữ bóng lại coi phối hợp nè, giữ bóng lại phối hợp. Kẹt kẹt ăn nhanh lên. Tập trung vô nhặn. Đeo vô luôn. Đá đi mày, đá được đá đi. Đừng có phá liền đi lưng, đừng có đi con. Phá cái một. Rồi quy vô giữa lại đi con. Thôi dễ phải không? Ráng quề cũng đá tờ cũng được. Ráng quề đá Phật đền. Coi chì cho nhặn ra. Kìa quý kìa. Rồi chèn bên cánh kìa. Xong rồi Đại Dương ơi. Đừng có dắt bóng hoài lưng. Thằng lưng đứng lại, thằng lưng đứng lại. Thằng nào thế hậu vệ quay. Thấy thằng lưng, thằng lưng. Thằng lưng. Lưng. Lưng, lưng, lưng. Nhanh đi, nhanh ra, nhanh ra lưng. Rồi, gạt đội hình lại, vào hình là lui lại nè, phía sau nè. Coi phối hợp kẹo đỏ chống kìa. Xô quá rồi. Giữa sân kìa. Trên giữa sân trên này nè. Nhẵn kìa, nhẵn kìa. Nhẵn nè. Chuyện cho nhẵn kìa. Trời ơi là trời. Đá chống chuyện liền cái gì đó. Nhặn đi. Nhặn, nhặn.
tập trung vô, đè sát vô. Đè hết về. Đeo vô nhận. Ừ. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi là trời, tức trời. Dòm lên đi. Trời ơi trời. Phải ăn nè mới nào. Phát. Về quay. Tập trung Huy, quay lại Huy, quay mặt lại. Lên. Thủ môn ném lên, nhanh lên. Rồi xong luôn.